có Trang với là các bộ phận ban ngành thì mình cũng xin tổ chức buổi lễ. Buổi lễ. Em muốn cười em có phát biểu không? Có buồn cười nhỉ? Hôm nay mình xin đại diện cho ủy ban nhân dân xã tổ chức buổi lễ hôm nay. Chủ tịch quốc hội bên này buổi lễ là nhằm mục đích là tôn vinh những cống hiến của mình trong những năm qua. Và điều thứ hai là hôm nay ngày đầu là sinh nhật của Trọng nên là Trọng dự chắc vui chứ taxi không mình chỉ mình đổ Facebook thì là anh kể thôi. Thì hôm nay là sinh nhật Trọng nên là cũng là tổ chức buổi lễ để mọi người có cái ăn cho vui vẻ thôi. Nhưng mà nếu mọi người ăn được thì cứ yên tâm. Thật sự là đó. Thôi có gì nhưng là do nhân vật chính thứ hai. Kính thưa quý tử bạn. Đây là nam chính số 1, đây là nam chính số 2. Tìm đến cách nữ chính nè. Mình cũng có đôi lời để nói về đây là anh lần đầu tiên mà mình được cái sinh nhật mà có công bọn cái số lượng đông như thế này. Và mình cũng thấy rất là vui. Và cảm ơn công bọn đã có ý tổ chức cho mình. Chưa, đón lên chơi cho ta. Chưa, đón lên chơi cho ta. Còn nữa. Nghĩ là còn nữa. Vô tay là còn nữa. Mình có cái nhạc để mình mở lên cái xong. Nhật đẹp mà. Nói câu cái xong. Tèo. Thôi bỏ quá. Coi có gì, mọi người có gì phát biểu nữa không? Có chứ không? Nào, từng người phát biểu, ý kiến của đại biểu. Theo mình là cứ ăn trong này phát biểu xong. Không, ý kiến của đại biểu, ông đi. Bộ lao động gì đó. Dạ sau khi mà anh Trọng phát biểu xong anh thì để dân cho bộ lao động thông tin và xã hội phát biểu. Ba ba lạ thì kim ngân. Ngân là bộ y tế anh đừng. Bên chủ tịch quốc hội rồi. Bên thì kim ngân. Sau khi mà nghe phát biểu của anh Trọng sống thì em nghĩ cái lối sống ăn ở của anh như năng cô. Anh là sẽ ăn ở tốt hơn và có nhiều bạn bè hơn. Cảm ơn. Xin tôi xin hết đó. Tiếp tục. Xin mời đại biểu thứ hai. Bộ này bộ văn hóa truyền thông và tuyên truyền đúng không? Tình thì em nói hay đấy. Bộ y tế hồi mấy ngày đi chắc mấy mà. Như quên phát biểu cho ai nhanh nữa được. Bộ an toàn thực phẩm. Chịu rất nhiều việc mà buồn thấy nó mãi gì đi. Em chịu rất nhiều được, em chịu rất nhiều được cái mọi của em thôi, em biết có những bí mật đấy. Nào nhanh lại, không biết. Sâu quá rồi, Nhầm. Đây, chính đây nè. Trọng sinh nhật vui vẻ. Happy New Year chúc anh Trọng sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng tuổi mới, ôi chị. Happy New Year, đúng rồi. Chúc mừng tuổi mới của anh Trọng hề. Đi nữa, tiếp tục. Tôi chúc anh mà đẹp nhất. Chúc y, chúc con Kim rè. Đúng đứa con chúc con Kim y đó. Quên một điều nè, chúc fan sáng thường xuyên nè. Chúc anh mập. Chúc fan sáng thường xuyên là có phải có chúc nữa nè. Mỗi chắc em lán ha. Có nghi, có vấn đề vậy đây, người núi, anh Di núi là có vấn đề vậy đây đâu. Thôi bỏ qua nhiều nghĩ mất lại. Ai là nhân viên lại cho... Lần lắm. BD học nhiều BD đúng không? Đẹp biệt. Đẹp xinh đẹp. Kính thưa quý tụi bài sau đây để diễn tụi chống ồn thiếu. Cái này được rồi đó. Quét dọn. Gửi tới nhà 19 được vừa lấy ngày hôm nay. Hôm nay là ăn sáu từ xuyên. Đừng bỏ bữa trưa vào túi. Gần nó tốt. Anh vẫn làm việc, qua việc nhanh thôi. Rồi, tiếp tục ông đi. Anh thôi. Con chết rồi. Hả? Họ đi tìm đâu. Mà đặc biệt là để đảm bảo an toàn thực phẩm thì chúng ta nên kết thúc ngắn gọn đi. Chứ mà chưa đúng là tận mộ. Để khánh mới.
đại biểu đến từ hồi đến từ Hòa Quan Sơn, từ hồi ăn từ hồi ăn đến từ hồi ăn từ hồi đến từ hồi ăn nhà người từ một máy nào chẳng hạn cũng đâu biết đâu. Rồi nhanh đâu đâu coi như có bị ơi đợi nãy từ luôn kìa. Ok, chúc thì mình cũng chúc rồi, giờ chúc like, chúc giảm tiếp thì khác, chúc trực tiếp thôi, chúc like.